Pha Lê bên vực CEO Hồ Nhân khẳng định tin nhắn bị lộ là fake, dằn mặt Hiền Hồ bằng một câu cực gắt. Pha Lê có chia sẻ dài kèm bằng chứng khẳng định quen biết Hồ Nhân và gửi lời dằn mặt đến Tiểu Tam. Suốt những ngày qua, netizen vẫn chưa thôi bất ngờ vì loạt hình ảnh thân thiết giữa Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân. Sau khi vị đại gia lên tiếng khẳng định cả hai chỉ là mối quan hệ anh em nương tựa, vẫn có không ít khán giả bàn tán về mối quan hệ thật sự giữa cả hai. Cho đến mới đây, Pha Lê bất ngờ lên tiếng hé lộ loạt thông tin sốc. Cô khẳng định đã biết CEO Hồ Nhân từ lâu và không bất ngờ khi chuyện xảy ra. Mở đầu bài viết, Pha Lê tiết lộ: "Theo như cách tôi quen biết anh Hồ Nhân 10 năm nay thì anh không bao giờ biết gõ tiếng Việt có dấu nha các bạn. Văn phòng của anh tôi tự tin nhìn đoán cũng được 99%. Đó là cái tôi dám khẳng định về anh. Cho nên mấy tin nhắn vớ vẩn trôi nổi trên mạng bớt làm màu lại. Thấy chuyện hot nên làm quá lên phát gớm. Còn những chuyện riêng tư của ảnh thì tôi không bàn." Sau đó, nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm cá nhân về chuyện người thứ ba, thẳng thắn khuyên các cô gái không nên khoe khoang quá nhiều về cuộc sống của mình nếu đã là tiểu tam, vì chính thức lúc nào cũng nắm trong tay tất cả thông tin lẫn bằng chứng cụ thể. Đã là tiểu tam thì tốt nhất im đi, vợ của mấy anh biết hết từ ngày bắt đầu, Pha Lê bức xúc. Cuối cùng, Pha Lê chốt lại rằng những người làm tiểu tam đừng nên lên mặt hay biết điều, vì chưa chắc họ đã thật sự có địa vị trong lòng của người đại gia nâng đỡ mình bằng vật chất. Anh nào đi đâu chẳng nắm tay giới thiệu đây là vợ anh, mình có người anh mà đổi vợ theo tuần, nhưng anh đã giới thiệu thì mình cũng tôn trọng chào chị một tiếng. Ra đường chơi thì phải biết luật chơi, nhưng mấy chị bé cũng nên biết điều. Các anh nịnh mấy chị thôi chứ xong cũng đổi qua người khác liền, các chị lấy cái tư cách gì mà vênh váo hả? Vụ drama tình ái giữa Hiền Hồ và anh họ đại gia U60 đang là chủ đề nóng và tiếp tục gây chấn động dư luận. Những hình ảnh tình tứ giữa hai người liên tục được nhá hàng dần dần trên các diễn đàn mạng, khiến netizen choáng váng. Giữa đêm 21 tháng 3 và rạng sáng 22 tháng 3, netizen không tài nào ngủ được khi những hình ảnh thắm tình anh em nương tựa của Hiền Hồ cùng anh họ đại gia U60 tiếp tục bị lộ liên tục trên các trang mạng. Trong loạt hình ảnh mới, đa số đều do Hiền Hồ tự mình cầm máy selfie cùng anh họ. Nữ ca sĩ liên tục tựa đầu vào vai hay selfie với nụ cười hạnh phúc bên cạnh anh họ. Chưa dừng lại ở đó, công chúng còn được fan mãn nhãn với những khoảnh khắc Hiền Hồ cùng anh họ đi du lịch. Trong ảnh, hai người ngồi tựa vào nhau như những cặp đôi mới yêu. Hiền Hồ cũng không ngại công khai tình tứ nắm chặt tay anh họ khi chụp selfie. Ở một diễn biến khác, giữa lúc mối quan hệ của Hiền Hồ và đại gia U60 đang gây tranh cãi, netizen đã đào mộ lại một đoạn clip nữ ca sĩ trả lòng về scandal tình ái của mình trong quá khứ. Thời điểm đó, Hiền Hồ vừa trải qua vụ lùm xùm lớn khi lộ ảnh hẹn hò với Subin Hoàng Sơn. Cô còn bị cho là gài Subin Hoàng Sơn, cố tình dàn dựng chụp lén để đánh bóng tên tuổi. Trong clip, Hiền Hồ tâm sự, không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng Hiền là người trong cuộc. Thông qua chuyện này, Hiền thấy dù đúng dù sai, có hay không thì người thiệt thòi nhất vẫn là con gái. Ở thời điểm đó, ngoài việc xin lỗi ra, Hiền không còn biết mình phải làm gì nữa. Lúc đó, Hiền không có sự bảo vệ nào đằng sau lưng cả. Hiền chỉ biết nói lời xin lỗi để xoa dịu dư luận, xoa dịu những người thân yêu. Còn ở thời điểm hiện tại, khi vướng scandal cặp kè với đại gia U60 đã có gia đình, Hiền Hồ vẫn giữ im lặng. Cô đã khóa toàn bộ các trang mạng xã hội của mình, đồng thời tắt tính năng bình luận trên kênh YouTube.